Alo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chúng ta hoàn thiện cái ghế này. Thì hôm nay chúng ta sẽ phải làm cái đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái khung này trước. Chúng ta nhìn xem ở đây nó có mấy cỡ. Này, chúng ta nhìn xem đây có mấy cỡ. Và nó có bao nhiêu cỡ thì chúng ta làm bấy nhiêu. Đây thế, cái rãnh này nó có bao nhiêu rãnh? Ok. Rồi, chúng ta sẽ làm cả cái đệm này nữa. Và cái này các bạn nhìn thấy nó hình tròn này. Ở giữa nó hơi bầu bầu này. Đó. Còn đây là hình tròn, nửa hình tròn. Ok. Để mà làm được cái hình như thế, chúng ta cần phải sử dụng cái khối bút mà tôi gọi là bút Cubi. Sau đó các bạn ép nó xuống theo cái trục Z này và các bạn turbo smooth cho tôi. Đó, cho nó turbo smooth như vậy. Bạn turbo thêm một lần nữa. Đấy, các bạn thấy không ạ? Trước khi turbo thêm một lần nữa thì tôi sẽ tôi mua một lần thôi rồi tôi edit thêm vào poly đi. Tôi về mặt tốt để tôi tạo lưới đây. Tôi connect một cái lưới đây. Nó giống như cái việc tôi chặn luôn đấy. Và bây giờ tôi lại tôi mua smooth thêm một lần nữa. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đằng này, khu vực này nó sẽ cứng cứng như vậy. Nhưng lưu ý nhé, cái ghế này nó giống như là được một cái đường hình tròn rồi nó cắt đôi ra. Thì người ta ở đây cũng vậy, gần như là cũng phải chỉnh cho nó ok nhất. Này, kéo này vào đây, kéo này vào đây. Và cái đoạn này phải vào. Đấy, tạm thời nó như vậy, hình thù của nó là như thế. Cái phần bên dưới là nó to hơn thì chúng ta cho nó nở lên. Đấy, chúng ta chọn cái này này, xong chọn cái sâu và chúng ta chọn cái mặt này cho nó nở lên, kéo xuống, đừng nở quá nhá. Đấy, như thế đấy. Xong rồi chúng ta turbo smooth thì nó sẽ ra cái dáng như vậy. Và các bạn nhìn thấy cái đường này này, một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, một hốc, hai hốc, ba hốc, bốn hốc. Đấy, cứ như vậy. Giải sẽ tính này, một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, đây là đường năm đường. Thì chúng ta lẽ thì chúng ta 1, 2, 3, 4 thì chúng ta cũng làm 5 đi. Này, ở đây chúng ta cũng phải cần kính đúp vào đây. Kéo nó sang đây, cho nó hơi đều đều lên chút. Đây, kéo nó đây. Rồi, edit thêm poly đi cho tôi. Bước tiếp theo các bạn phải chia cái lưới này làm sao cho nó bằng cho tôi. Ép nó vào. Ép nó. Ép cho nó bằng. Đấy. Đây cũng vậy. Nó phải bằng được thì chúng ta làm việc nó mới dễ nhá. Đấy. Xong trừ cái này đi này. Đấy. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn thấy này. Bản thân cái thằng này nó sẽ có những cái đường nó kẻ xuống, sọc xuống thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Tôi sẽ tính một cái cách khác xem thế nào. Ok, thế thì bây giờ tôi sẽ chọn các cái điểm này. Đầu tiên là tôi chọn các cái điểm này trước. Đấy.
Đây. Đây. Các bạn chỉ cần nhấn chamfer. Chamfer. Sau đó các bạn giữ cần trò cái nút vào. Rồi các bạn sinh nó. Xong lại trừ các cái đoạn này đi. Hoặc là các bạn lên trên mặt top các bạn giữ shift các bạn trừ. Thì cái này ấy, các bạn có thể adjust xuống. Kéo nhỏ lại. Đấy. Thì đến đây các bạn chọn Turbo Smooth này. Các bạn sẽ nhìn thấy nó đang ra là cái hình như thế rồi. Đấy. Để vừa Turbo Smooth vừa nhìn được cái hình như thế và vừa làm được thêm thì chúng ta tiếp tục chúng ta chọn đi. Sau chúng ta chọn Go nó cái nữa. Tăng nó lên cho nó to cái các cái điểm kia ra. Giờ sinh nó. Các bạn thấy không ạ? Đương nhiên cái này chúng ta sẽ cho hai ba đường lên. Đấy. Ở đoạn này nó có một cái đường rất là thẳng như này. Một là chúng ta sẽ Ctrl Backspace xóa đi. Hai là chúng ta kéo nó giãn ra. Thì nó sẽ không bị thế kia nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm những cái đoạn này. Còn những cái đoạn gấp này nữa. Đương nhiên nó phải nhiều lưới thì nó mới ra được như vậy. Mình chỉ làm một bên này thôi. Chamfer. Hai cạnh. Cái đuôi vào đây. Đấy. Về mặt top chúng ta tiếp tục trừ cái này đi. Cứ để dưới cái mặt dưới nó không có sợ. Kéo xuống này. Skill nó xuống. Ép nó vào. Các bạn Turbo Smooth các bạn sẽ nhìn thấy. Nó đã có cái hướng ra như thế rồi. Phần bên dưới này chúng ta phải giấu nó đi. Thì để làm được điều đó chúng ta cần phải nhập các cái đối tượng này lại. Giữ Alt trừ cái này đi nhá. Nhập bằng cách Collapse. Collapse này. Hoặc là các bạn chọn Collapse bên này. Đấy. Ok. Đấy là chúng ta đang lấy được cái hình ở đây. Và các bạn nhìn thấy đây nó có cái xước, những cái xước khác nữa. Chứ nó không có đơn thuần chỉ là một cái xước như vậy. Thì chúng ta có thể làm được mà. Andra này. Đấy. Còn lấy thêm một đường nữa. Cho nó thoải mái. Ring connect một đường nữa. Chamfer luôn đường nữa. Và thành hai đường. Giờ bây giờ chúng ta chọn một đường, một trong hai đường này chúng ta nâng nó lên.
Đấy, chúng ta nâng nó lên. Vào đây ta turbo smooth bình thường. Đấy. Như vậy là nó sẽ có này. Và các bạn vừa turbo smooth, các bạn vừa editable poly được mà. Không có sao cả. Vừa phải thôi. Các bạn có thể dàn nó ra được. Tuy là cái kia nó chéo mà chúng ta đang làm thẳng thì cái cách thức nó làm nó cũng như vậy thôi. Còn nếu mà làm chéo thì chúng ta sẽ phải làm thêm một cái kiểu khác nữa. Ở đây chúng ta có cái góc nhọn nhọn này thì chúng ta cũng phải làm cho ra cái góc đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới đi co kéo cái này. Đây. Chúng ta kéo nó ra. Đây. Và chúng ta tua smooth một lần nữa chúng ta sẽ nhìn thấy này. Nó là như vậy. Còn cái đoạn dưới này các bạn nhìn thấy cái đoạn dưới này nó vẫn đang có một cái bị như thế này thì chúng ta tua à, chúng ta ấy chút nó lên xong chúng ta gắn nó vào để nó ra được cái hình như thế. Một thôi đã, chúng ta editable poly trên cái một này. Chamfer. Một cạnh nhá. Bây giờ chúng ta giấu cái cạnh này vào. Các bạn xem cái cách thức làm thôi nhé, chứ các bạn đừng có cứ khăng khăng phải làm theo đúng các bước. Vì nếu mà làm theo đúng các bước thì giống như việc các bạn học vẹt đấy. Các bạn phải làm theo cái lối hiểu của các bạn. Cứ làm lối hiểu đi, sai đâu thì sửa, không có sợ. Mà chỉ có chúng ta tự làm theo lối hiểu của chúng ta thì chúng ta mới lên tay nhanh thôi. Chứ còn làm theo tôi thì mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau và khi chúng ta làm ấy thì nó sẽ gặp những cái trường hợp nó hơi khác nhau một chút nên là chúng ta cứ làm theo lối hiểu là ok. Đây tôi bổ sung các bạn thấy nhìn thấy. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Ở đây nó đang đang bị lộn xộn như này là do chúng ta chưa có con nách nó à ta ghép keo nó bớt đi đây. À, nó sẽ bớt đi. Còn ở trên này thì đây các bạn nhìn nhá, cái đoạn này từ đây sang đây này, con này ship e này. Xong mình xóa này đi cái nó lại ok. Đó. Nó lại ra cái kiểu như vậy. Nên là không có sợ. Đấy. Đấy. Và chúng ta làm được một bên là chúng ta symmetry là sang được bên kia, thế thôi. Đấy, chúng ta chỉ symmetry là nó nhận luôn. Đấy. Bây giờ chúng ta để nguyên như thế nhá. Giờ chúng ta sẽ xử lý sau, thêm sau. Dùng FF4 này. Đấy, ví dụ thế để chúng ta chỉnh dần, không có sợ là nó bị ấy đâu nhá. Chỉnh được hết mà. Hai bên đây các bạn muốn cho nó sệ xuống thì chúng ta cho nó sệ xuống. Không ảnh hưởng gì đâu. Hai này xuống, sệ xuống. Ok. Hướng nó là như thế. Để mà tốt chúng ta sẽ nhìn thấy này, chúng ta kéo nó như này. Rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta đi đến làm cái quân tiện này.
Con tiện thì chúng ta dùng luôn con tiện là để chúng ta làm cái khuôn luôn. Vẽ này. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sphere đi. Chọn cái điểm này chúng ta kéo nó lên chút. À, đoạn này chúng ta cần phải thêm. Thêm một đường nữa vào đây. Đấy, sau khi xong rồi chúng ta chọn laser. Và kéo cái laser này ra đây. À. Và trong cái quá trình chúng ta kéo chúng ta thấy là cái này nó đang chưa có đẹp thì chúng ta kéo nó rộng ra. Chọn smooth đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ đẹp thế. Ok. Phần bên dưới này các bạn muốn cho nó to một chút ở đây cho nó có cái thế đứng thì các bạn kéo nó ra. Rồi. Đấy là chúng ta được một cái chân như thế rồi. Bây giờ chúng ta làm tiếp cái đoạn trên này. Thì đoạn này chúng ta hình dung ra thôi nhá. Ở trên nó có cái gờ này, ở giữa nó hơi phành phành này. Thì tôi hình dung nó là như thế này. Tôi hình dung nó là như thế này. Đấy. Tôi hình dung cái khúc gỗ nó là như thế này. Đấy, cái khúc nó là như thế. Rồi tôi sẽ chọn sphere. Để tôi chọn cái này smooth. Đây tôi chọn connect lại để tôi chọn smooth cho nó đều nhá. Đó. Có cái đoạn này thì chúng ta chọn skill, chúng ta ép nó vào. Xem bằng nhau chưa? Chưa bằng. Thì chúng ta chọn cái này kéo nó vào. Ok. Kiểu nó là như vậy. Còn các bạn mà muốn thêm đường thì tôi ví dụ nhé, muốn thêm đường thì đây. Chúng ta có thể thêm đường này. Thêm đường này. Đâu nhỉ? Cộng thêm này. Đấy. Đây cộng thêm này. Đây. Xong chọn các bạn chọn hai cái điểm này. Filter. Đây. Đấy. Đấy, các bạn muốn G của nó như thế thì các bạn để như thế. Rồi sau khi xong cái này rồi bây giờ chúng ta lại dùng cái Edit Table Poly và scale nó lên. Đây các bạn scale các bạn thấy nó dày cục luôn. À, đó nó ra như thế này. Cái cách làm của chúng ta luôn luôn là hiệu quả nhé. Đấy, nó rất đơn giản và phải hiệu quả. Đấy. Sau khi xong xeo xong một bên thì chúng ta là SI Symmetry. Nó sẽ được cả hai bên. Chọn vào Flip nhé. Và chọn vào Mirror, các bạn kéo nó ra. Đấy. Như thế này nó được cả bên phải lẫn bên trái này. Ok. Đấy. Và nó dài như thế để lúc chúng ta bẻ cong nó cho nó dễ. Đấy, dài khoảng đấy. Edit Table Poly đi. Rồi bây giờ chúng ta phải chọn vào đây. Để chúng ta connect nó thêm thành nhiều đường. Thì nó mới tạo đường cong được. À xem nào. Ở đây sao lại có một cái đường ở đây.
Đường ở đấy là do lúc chúng ta symmetry ấy. Đấy. Nếu có cái đường ở đấy chúng ta connect sẽ không đều. Đấy, chúng ta connect như này đi. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ dùng cái gì nhỉ? Bend. Trước khi bend chúng ta phải reset it form. Reset it form. Collapse. Bend. À, trước khi bend là phải đưa cả cái tâm này vào giữa này nhá. Pivot này, hierarchy này. Apparently, control. Rồi, bỏ error, bỏ effect, effect pivot đi. Bây giờ chúng ta chọn bend. Chúng ta xem cái ghế nó sẽ xoay một vòng trên, vòng dưới, cái này là hai cái nhé. À, thì chúng ta thử coi nào. Đấy, chúng ta thử xem. Ở dưới sao lại thừa cái gì đấy? À, lúc chúng ta connect thì connect nhưng ở dưới vẫn chưa được. Ở dưới vẫn chưa có lưới. Rất là dở nha. Rồi, con trôn backspace lại đi. Connect lại. Được chưa nào? Ok, dưới được rồi. Chọn bên lại. Ok. Bên lại. Đấy, vòng vòng cung của nó như thế. Ok rồi. Bên xong rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý này. Nhân thành 2 lên. Cái này có vẻ nó hơi dày. Thì chúng ta cần phải cho nó ngắn chút. Ngắn chút. Control backspace cái này đi. Control backspace. Control backspace. À đâu? Ok, kệ nó đi. Rồi, nó ngắn như thế. Đây đây. Nhân cái này ra. Nhân cái này ra. Và cái cây này thì chắc chắn là phải dài rồi. Cái đoạn này chắc chắn phải dài rồi. Đây. Kéo lên đây. Đây. Laser cho nó nhỏ lại. Đấy. Cái đầu của nó thích như thế nào thì tùy nó nhé, các bạn nhé. Đây, chúng ta kéo này vào đây. Rồi. Phần bên dưới này chúng ta cũng phải xoay nó làm sao đấy cho nó bằng hai đầu. Ok. Rồi, cái đoạn này ok rồi. Bây giờ chỉ cần về mặt tốp này để chúng ta nhìn này. Chúng ta xoay nó cho nó dễ này. Bay bay vớt này. Tầm đây đi. Xoay 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 cho nào. Ok, nó cũng tầm tầm đấy là được rồi. Đây. Rồi. Chúng ta nhân nó ra. Đấy, bây giờ chúng ta đi để xịt cái này lên trên cái là được. Để xịt cả hai cái lên trên nhé các bạn nhé. Kéo kéo cả lên. Ok. Đó. Như vậy là chúng ta đã ra được cái khung khung này rồi. Và cái chất liệu nó như thế. Bây giờ chúng ta group nó lại. Xoay xoay cái này ạ. Các bạn xoay thì các bạn chọn vào cái snap ở trên này nhá. Cái này là snap nhá, bắt điểm nhá, xoay lại. Xong chúng ta đưa vào đây. Cho nhỏ lại. Cho nó vừa với cái ghế của chúng ta. Rồi. Cả trên cả dưới đây. Ok, chúng ta kéo nó xuống. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ khớp
Khớp hai cái này lại với nhau. Khớp làm sao cho nó vừa đẹp mà nó lại vừa ok. Bên dưới này các bạn chú ý nhé, đừng có nhầm lẫn nhé. Bên dưới này nó còn có một cái đoạn rất là cứng ở bên trong nữa, thì chúng ta phải làm cho đoạn này cứng này. À, thì nó mới bắt vào nhau là như thế. Kéo nó xuống, em nó xuống, đúng rồi. Bây giờ chúng ta lại phải chỉnh cái này thôi. Đấy. Để mà làm thật sự kỹ càng ấy thì chúng ta cần phải editable cái này đi. Chúng ta cần phải chỉnh cái lưới này này. Đó, lưới này. Chamfer nó ra. Rồi, cái đúc cái này. Kéo cao lên. Đấy. Kéo cao lên như vậy. Đằng sau thì chúng ta phải chọn cái thằng này cho nó. Cho nó ra, rộng ra tí nữa. Edit Geometry. Có cái phần shop. Shop Edition. Còn kéo nó ra chút. Ok. Control Backspace. Cái này bị lỗi à? Ok rồi. Chúng ta phải chỉnh nó đấy. Đôi khi là chúng ta phải chỉnh bo này này. Chỉnh vân tay này. À. Rồi, turbo đi. Đấy. Ok. Bây giờ còn cái phần bên trên nữa. Tạm thời đối với cái này chúng ta để như này đã nhá, còn cái phần bên trên nữa. Phần bên trên này, đó là nó ra được cái ghế thôi. À, toàn bộ này chúng ta chọn mờ, chúng ta dính nó vào đây đi, về đây đây, màu trắng đây đó. Rồi còn bên dưới cái đế nó như thế nào thì chúng ta sẽ xử lý sau, nhưng mà tôi nghĩ là đến cái phần này rồi thì cái bài sau tôi sẽ làm cái phần bên trên này. Nha các bạn, nhìn thấy này. Cái phần bên trên này chúng ta làm nói chung là cũng tương đối kỹ, thì chúng ta làm như thế này, còn không thì chúng ta làm cái tự tựa là ok rồi. Cái cách thức làm chúng ta là như thế. Bây giờ chúng ta nhân cái này ra đi. Ungroup đi. Kéo này đây. Đây là cái độ dày của cái tấm ở trên này. Nhưng mà nó sẽ không dày đến mức độ như thế đâu. Chúng ta chỉ nhờ cái khung này thôi. Còn chỗ đi ngắn, xóa đi. Xóa. Ok. Xóa xong rồi bắt đầu chúng ta chọn SE Cell lên. Cell độ dày lên. Này. Chúng ta turbo smooth thử. Trước khi turbo là phải edit poly chặn lưới đã. Đấy, chúng ta turbo smooth đã. À. Tạm thời đến đây là nhá, xong đến đây chúng ta mới gì?
Ấy chút nó lên. Đến đoạn này chúng ta ấy chút nó lên. Không đến đây đâu, nó chỉ đến đây thôi. Đấy, ấy chút nó lên. Ấy chút to lên, cao lên. Cộng một cái này. Đến đây chúng ta skill rộng ra tí. Ở đây đoạn này chúng ta skill rộng ra chút. Đây anh chưa? Đây anh thấy nha. Trong quay về mặt lờ chúng ta nhìn thấy này. Cái này nó phải bẻ ra đằng sau. Cái này ra đằng sau một chút. Như thế nó mới ra được. Và cái này chắc chắn nó phải to hơn. Nó sẽ rộng hơn. À rộng như này không được rồi. Chúng ta phải kích đúp vào đây thôi. Kéo nó vào đây. Cái đưa vào đây kéo đây. Cái này bỏ đi đã. Đó, Alt cái này. Chúng ta vẽ lại cho nó chính xác vào giữa. Đấy. Kéo cong nó lên. Đó. Mặt này nhá. Mặt này nhá. Chúng ta phải insert nó vào. Đây, chúng ta sẽ vẽ toàn bộ này là màu đen đi. Alt Connect. Vào trong. Bên này cũng vậy. Vào trong. Sao các bạn tôi vô số mút nó sẽ tròn này. Đấy các bạn thấy không ạ? Hai lần nó sẽ tròn này. Còn nó chưa tròn được thì chúng ta kéo cho nó tròn lên. Đây chưa tròn thì đây chúng ta kéo cho nó tròn. Chưa tròn thì kéo này xuống cho nó tròn. Cần thiết là chamfer nữa chứ. Chả có vấn đề gì. Đúng không ạ? Thêm một đường nữa. Đó. Đây như thế chamfer. Đó. Ok. Rồi, tu vô chưa được. Phần trên này hơi cứng này. Control Backspace thì xem nào. Connect đi. Kéo lên. Kéo đúng trục này không sao hết. Kéo đúng trục này lên. À, như vậy thế là nó mượt luôn. Đó. Phần bên trên tạm thời là như vậy đã. Xong đó chúng ta sẽ làm cái này nó bồng bềnh, nó to, nó cộm cộm lên, các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp. Đây nè. Cái đô đây. Đây. Kéo này đi, kéo này xuống đây. Kéo nó sang đây. Đó. Xoay cái này. Không sợ. Kéo nó xuống. Cái này kéo ỉn như đây. Rồi chamfer cái này. Hai ba cái cho nó mượt mượt chút.
Đến lúc chúng ta sẽ tính đục lỗ sau. Ở bên này cho nó turbo smooth cho nó thu vào này. Thử thôi nhá. Đó. Rồi chúng ta sẽ làm cái các cái viên ở đây nữa và các cái cạnh này. Thì cái phần đấy tôi sẽ làm ở một cái video khác. Và video này chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chúng ta sẽ làm đến đây thôi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào tạm biệt các bạn.